Hello nha, chào người nha, chúng ta trở lại với channel mình là mình nha, thuộc từ đường phố đó người nha. Chào anh em, các bạn tại là chính mình nha, thuộc từ đường phố đó bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay chưa vào video chứ anh em xem bây giờ lại xe thang kênh nhóm cứ phải xin nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì lâu lắm rồi mình làm một buổi công chiếu mới nhất cho anh em. Ok, và rất mong các bạn đã đến buổi công chiếu này thì cho tôi xin một like nhưng mà share là các bạn ơi. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái mini game à, hay gọi là event live stream à, công chiếu đấy anh em. Công chiếu tặng gift code cho anh em. Đó. 12 code server mới nhất cho anh em nhá. Nhanh tay bạn nào nhanh tay nhận được nha. Ok. Đó, 12 code hạt là chiến mới nhất dành cho anh em nào nha, anh tay nhận được ạ. Code dùng riêng các bạn nhá. Ai mỗi cái chỉ dùng được một lần thôi nên bạn nào nhanh tay thì nhận được. Các bạn nào chậm tay chưa nhận được thì đừng quên vào chờ đăng ký kênh và chuông thông báo của kênh từ đường phố lên để có thể nhận được video mới nhất và nhận code tiếp theo. Ok, bây giờ tôi sẽ ném ở trên video code tôi sẽ ném ở trên video lên anh em theo dõi và nhận nhá. Ok. Đây xem nào. Được rồi, mấy cho xem này ra trận rồi anh em, oánh nào. Rồi, mới vào dính ba nó vẫn khắc máu rồi này. Nổ cước xung tiền. Ok. Đêm kia quay video với anh em thông cảm, hơi ngáp ngủ tí. Hơi mệt. À. Anh em xin một like là một like và một share là anh em, một like một share tạo động lực nào các bạn. Đấy, để tôi tiếp tục tạo động lực cho tôi có động lực để đi săn thiệt nhiều gift code để tặng anh em hơn. Đó. Bạn nào nhận được gift code rồi thì đừng quên lại cho kênh một like và một share nha, cảm ơn rất nhiều ạ. Ok. Để anh ba đứng đằng trước nghe chừng có vẻ hơi yếu anh em. Đánh chim mạng à? Thôi cũng được các bạn. Kiếm xí mà bị chặn đòn đánh chí mạng là hơi vô lý anh em, nhưng mà thôi chấp nhận. Rumba Rum. Ây chà, để sát thương đệ đến từ Mỹ Hạo à. 10 5. Ồ, chúng ta mấy bên này trông thấy tổng bền đấy nhờ. Ok, tấn công lại bên này trước anh em, nên để anh ba giang sau thì hợp lý hơn. Nên đánh ba giang sau thì hợp lý hơn các bạn. Cho Kata đang một anh muội đi, đột Flamingo đang trước các bạn. Tôi đang nâng anh ba thứ hai lên. Đó, đang nâng dở lên các bạn. Đấy. Ai kìa. Đúng vậy, rồi. Một cước, lỗ cước xung thiên. Ok. Xem nào, đấy, 1 tỷ 7 đam ngay anh em. Đứng sau là gây được 1 tỷ đại 7 đam luôn. Và đồ top 10 rồi, ok, cũng ngon cơm. Tiếp tục hành trình thì chúng ta sẽ đi neo đậu thần anh em nhé. Ok, đậu đôi thôi, đậu đơn thì tôi đi này đi qua rồi các bạn. Đây xem nào, tôi đang nghiên cứu xem lý do vì sao thua anh em, xem là trận nào ăn được. Và trận đấu này đội hình sau. Rumba.
Nào, dầu đen, sunri. Đi tem này, đi tem này có anh em. Vẫn thích đi meta mới hơn các bạn, đi meta mới vẫn thích hơn. Ok, xem nào. Tem hai đâu phải là Mingo vẫn là một thứ gì đó anh em. Khá là ok chứ mà nó không nhờ. Ôi trời ơi, như này thì toang rồi. Toang rồi. Ok, đi meta mới vẫn thích hơn các bạn. Shop Lamy làm gì rồi, bộ bao này vào anh em, để cho chị đại này vào. Ok, mang cho chị Deru vào anh em, chị Deru vào này có vẻ vào độ được rồi. Thế nhá, để Kata đứng trước vẫn ok hơn, nhưng mà Kata tôi yếu quá thì đứng đường trước các bạn. Đó, vẫn đâm bay màu bố già như thường các bạn. Đó, đó. Oh my god, mà win rồi anh em. Để có phải win được rồi. Oh, toàn thế vô giải, ăn dầu đen nó giật này toàn quá. Ây da.
Quên này cho ai giờ ta? Lô đen à? Chắc lô đen anh em. Lô đen thì auto win rồi. Ao trình luôn. Lô đen thì ao trình luôn các bạn. Lô đen thì ao trình luôn. Oh. Toàn thế nhờ. Anh chả bôi ra chém. Đau thế. Ok thôi, chắc video ngày mai tôi cũng điểm qua sương sương đây thôi anh em nha. Clip xin phép thúc này đây. Hay là mọi người cứ theo và nếu anh em thích cái video tặng gift code thẻ cả gift code server mới này thì đừng quên để cho tôi một like, như đăng ký kênh để ủng hộ phát triển nha. Và đừng quên cho theo kênh để nhận được các video về, nhận được các nhật code tiếp theo nha. Giờ thì bye bye.